Xin chào các bạn, tôi là Chuẩn và hôm nay xin giới thiệu qua một số cái cây mít nhà tôi rất là nhiều quả. Đấy, các bạn nhìn thấy cây nó rất là nhỏ rồi, cây này khoảng 10 năm tuổi nhưng mà rất là sai quả. Đấy, quả từ dưới chân lên đến ngọn luôn. Không biết là bao nhiêu quả đây, đếm thử xem nào. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 quả. À, cây nhỏ như này mà 25 quả là nhiều rồi. Đây là mít dai ấy, không phải mít bở đâu nhé. Thôi, để đi xem cây bên này xem ra sao. À, đây là bưởi nhà tôi. Sai quả phết đấy. Đấy, thấy không? Không bi này. Vườn nhà thì đủ cái thứ trên đời, không thiếu một cái gì cả. Đây là cây hồng bì ngọt nhé. Quất hồng bì đấy các bạn. Ăn thử quả xem nào. Ngon tuyệt vời. Lắm muối quá. Đốt chết mất. Ồ. Mít mít mít. Ôi. Sao lại lắm quả thế này? Ồ. Ôi. Ôi quả. Ôi, ghê gớm thật. Trên ngọn nữa kìa. Ôi, cây này sao lại lắm quả thế nhỉ? Nhìn này, quả này ghê gớm không, to cực kỳ luôn. Nằm một loạt. Tha hồ ăn rồi. Vườn nhà mà lại cứ như rừng thế này. Đấy, bưởi này, bị diễn đấy. Ôi này, này ăn được, ăn được không? Ui dồi ôi, cây chanh. Ui dồi, các bạn nhìn nào, bao nhiêu là quả. Khủng khiếp. Bao nhiêu là quả này. Đấy. Này quả nhiều hơn cả lá ấy. Bạn nhìn thấy không? Sao lại lắm quả thế nhỉ? Cái chanh này khủng khiếp thật đấy. Đây. Chỉ thấy quả là quả thôi. Ôi. Bây giờ có khoảng 1.000 cây chanh như thế này thì chắc là cho vắt nước ra để tắm được đấy. Quá nhiều quả. Bưởi.